Đây đâu, cháu xin gửi tới lời chào trân trọng và đến toàn thể anh em chơi order cho miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9 thì em hân hạnh giới thiệu đến các bác ba combo băng siêu VIP của dòng băng cassette. Tại sao nó VIP ạ? Bởi vì đây là những dòng băng metal các nhé. Là dòng băng cao cấp nhất của dòng băng cassette rồi. Hay người ta gọi là băng tiếp 4 được không ạ? Đấy, tiếp 4 thì nó khác, bây giờ khác thì nó thêm hai lỗ nữa này. Đấy. Còn băng tiếp 2 thì nó không có hai cái ở giữa và chỉ có hai cái rìa thôi. Đấy, băng tiếp 1 chỉ có một cái hai bên. Đấy. Và hôm nay thì em có 3 combo. Thì trong đó một combo số 1 là 3 cái, combo số 2 là 4 cái và combo số 3 cũng là 4 cái, nhưng 4 cái này thì đã gãy chỗ ghi rồi. Rất đơn giản thôi, các bác kiếm cái miếng mút nhẹ nhẹ các bác cài vào xong ghi bình thường không sao cả. Thế nhưng mà em vẫn tách riêng ra và em bán cái giá rẻ hơn một chút nhé, để cho các bác dùng. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều bác cũng rất là kỹ tính nên là tức là tách riêng ra để em bán. Đấy. Ở đây những chiếc khuôn băng này là có giá trị sưu tầm và giá trị ghe. Bởi vì sao? Bởi vì những dòng băng metal không nhé, cực hiếm, nó không có nhiều để các bác mua đâu. Đấy. Rồi, và em xin giới thiệu ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, số điện thoại là 0907 23 29. Các bác có thể liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em để tiện trao đổi nhé. Thì em xin giới thiệu combo đầu tiên. Đây là combo số 1 gồm 3 băng. Đấy, gồm 3 băng metal. Thì băng thứ nhất là băng cỏ TDK. Thời lượng của nó là 110 phút. Đấy. Chứng dòng băng này á, các bác ghi những nhạc tiết tấu nhanh, chẳng hạn những dòng nhạc thời mới bây giờ ấy, tiếng rất là hay các nhé. Đấy. Nhạc có nhiều tiết tấu rất là chi tiết các nhé. Đấy. Rất là đẹp luôn. Từ băng rồi là từ cách thiết kế các nhé. Đủ chấu nhé, nó đẹp luôn. MA 110. Đấy. Cái này là vẫn còn nguyên luôn, cái này thì băng này chưa dùng hay sao đó. Vẫn còn nguyên cái tem dán này. Đấy. Đây đang. Đấy. Một cái. Cái thứ hai là băng cỏ ASEAN. 74 phút. Con này. Đấy, cũng rất là đẹp luôn. Meta. Rất là đẹp. Chấu trước đầy đủ các nhá. Đấy. Sợi băng đẹp. Con băng thứ ba là con băng cũng của ASEAN, thiết kế nhưng mà thiết kế kiểu khác nhé. Đấy. Cái này cũng còn nguyên cái tem mác sao đây, này tem mác đây, rất là đẹp luôn. Đấy. 64 phút các bạn, thiết kế rất đẹp quá, vừa nghe chất lượng bày cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Rất là mới. Rồi, em xin báo giá combo đầu tiên là combo số 1. À, combo số 1 thì combo này nó gồm 3 băng. Đấy, có thời lượng là 64, 74 và 110. Đấy, đủ thời lượng để cho các bác ghi nhé. Ừ. Bác nào mà có đầu ghi tốt, các bác ghi những cái bản nhạc mình yêu thích thì đây là những cái băng để các bác chơi rất là bền bỉ nhé, chất âm thì tuyệt vời rồi. Đấy. Giá của ba cuốn này thì bên em bán với giá là 900 ngàn đồng bao phí ship luôn nhé. Đấy. Còn ba combo này em bao ship luôn nhé, bao ship. Ừ. Cho bác nào chuyển đủ tiền, còn bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em, hoặc bác nào nhận hàng thanh toán thì cũng tự trả ship nhé. Em bao ship luôn, bác nào chuyển tiền thôi nhé, chuyển đủ tiền 900 ngàn đồng. Tiếp combo số 2 thì gồm 4 băng. Thứ nhất cũng là một cuốn của TDK 110, khá là quý hiếm các bạn. Cuốn này cũng rất là mới ạ, cuốn này cũng biết là chưa dùng sao các bác. Đấy, vẫn còn đây, giấy đây. Đấy, giấy dán đây, có TDK đây, rất là đẹp.
một cuốn của TDK. Cuốn thứ hai là của ASEAN, cuốn này là 80 phút nhé, 80 phút. Ừ. Còn này vẫn còn nguyên tem mác đây. Này mới 80. Nhìn đã mê rồi các bạn. Cuốn số 2. Và đây là cuốn số 3. Cuốn số 3 của Maxell. Metan 54 phút. Đấy. Sợi bằng rất đẹp luôn. 54 phút. Rồi và đây là cuốn băng cuối cùng là của Victor Metan 46 phút. 46 phút này là ghi vừa một cái đĩa CD gồm 9 đến 10 bài, cái là tầm 10 bài. Đấy, Victor rất là đẹp luôn. Quả Victor. Combo số 2 này thì gồm 4 băng Metan. 4 băng Metan thì có một số 2 này bên em bán với giá là 1,2 triệu đồng nhé, 1,2 triệu đồng. Đấy. Tiếp tục là combo số 3 là combo cuối cùng thì nó gồm 4 băng. Đấy, thì toàn bộ là băng đã bị bẻ gãy cái chấu ghi rồi nhé, bác về thì cắm vào rất là đơn giản thôi, cắm vào một cái là xong thôi, không có gì cả, nhưng mà em vẫn tách riêng ra em bán. Ừ. Đây các bác đặt ta vào đây. Đó. Nhìn đã thì hai bên không có các vào nên chúng ta ghi thôi. Đó. Và lấy ra gấp ra để cho băng khác đúng không ạ. Đó. Đây cuốn băng đầu tiên đây là cuốn băng cổ đờ nông nhé, đờ nông metan đấy, 54 phút. Thứ 4 nó có thêm hai cái lỗ gì nữa. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Tiếp tục là một cuốn của Victor. Đấy. Victor cũng khá là mới nhưng mà tìm cũng bẻ chấu gãy chấu rồi. Đấy. Tiếp một cái 46, 46 này là có hãng Peeler. Đấy, metan luôn. Cái này thì cũng bẻ gãy chấu rồi. Bốn này đều bẻ gãy chấu. Peeler. Cái cuối cùng à, cái của hãng Sáp cũng của metan luôn. Đấy, metan. Mới. Rồi. Combo gồm 4 băng metal mà gãy chấu này á thì bên em bán với giá là 1,5 triệu đồng các nhá. Đấy. À xin lỗi. À 1 triệu đồng, quên xin lỗi. Xin lỗi các bác. 1 triệu đồng các nhá. Đấy. 1 triệu đồng 4 cuốn này. Giá thì đã bao gồm phí ship cho bác nào chuyển đổi tiền, còn bác nào nhận hàng thanh toán thì tự trả tiền ship giúp em. Đấy. Rồi em báo giá lại. Combo số nhất, số 1 là 3 băng. Đấy. 900 ngàn. Combo số 2 4 băng. Đấy. Giá là 1 triệu 2. Còn số 3, combo số 3 là gồm 4 băng đã bẻ gãy mũi chấu thì bên em bán với giá là 1 triệu đồng. Đấy, bác nào có nhu cầu muốn sở hữu sưu tầm và sử dụng để chúng ta nghe thì đây là những chiếc băng đáng để cho bác chơi và sưu tầm đấy. Thị trường nó không có nhiều đâu, đặc biệt là cái số phút đấy nó vừa phải để chúng ta ghi ấy. Đấy. Rồi số điện thoại là 0907 23 269, các bác có thể liên hệ trực tiếp em hoặc kết bạn là Zalo em để tiện trao đổi.
Và em giới thiệu ở thành phố tôi Hồ Chí Minh, bác nào ở gần thì qua nhà em chọn lựa mua sản phẩm, bác nào ở tỉnh xa thì liên hệ trực tiếp em qua hotline hoặc kết bạn Zalo với em để tiện trao đổi. Em cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.